Điều quả địa ngục là địa ngục quả sắc. Trong cái kinh địa tạng nói, trong một vô gián gọi những chịu khổ là khi đối những người ăn quả sắc không. Điều quả địa ngục là địa ngục quả sắc. Trong cái kinh địa tạng nói, trong một vô gián gọi những chịu khổ là khi đối thì ăn quả sắc không, khác thì uống nước sắc. Cửa sát để dùng để dùng nghe bắt đây là địa ngục chật tay. Địa ngục treo sát tiếp thôi. Địa ngục treo sai. Địa ngục gì đây? Đi vào chóng mắt quá. Hết rồi chắc. Chuẩn bị đầu thai. Ăn cháo, lú. Chắc ăn cháo, lú xong quên hết từ kiếp rồi. Chuẩn bị đi đầu thai. Đây còn cái xác treo lên chỗ nhà. Đây là lối ra chuẩn bị đầu thai. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi vào vui lắm.